Hello, hello. Xin chào cả nhà buổi sáng. Buổi sáng hôm nay thứ hai đầu tuần. Em đóng hàng gửi hai cây trang, là một cây trang màu trắng và một cây trang màu tím sen cho một anh khách là tên là Vũ Tuấn Cúc ở tỉnh Đắk Lắk. Thì anh yêu cầu là trước khi gửi quay phim một đoạn clip ngắn gửi cho anh xem. Cây hàng ok thì gửi, tại vì anh thích là phải có hoa sẵn để anh nhận biết cây nào là cây nào. Thì bây giờ là em được chọn ra hai cây có hoa, một cây là màu trắng và một cây là màu tím sen, để gửi đến anh Lỗ Tấn Cúc. Hy vọng là anh sẽ thấy cái clip này em đăng lên. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà buổi sáng đã dính chút thời gian xem cái clip ngắn của em. Chúc cả nhà một ngày làm việc đầu tuần thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.